ta bắt cá ra trên đó. Ngon quá trời ngon luôn. Lượng cái đó nó ngon.
ngon mà rẻ nữa nè nha kìa. Mốt bạn có đi Hà Tiên ghé đây luôn nha. Ăn bản cá là vừa ngon vừa rẻ nha cô bác. Cá này còn chậm lắm rồi. Buổi sáng thôi chứ lát hơi dẹp hết chị. Dạ, dạ. Này cái đường phải không? Là 7 giờ đó là đâu chứ phải giờ. Bây giờ là dẹp rồi đó. À. Là vắng tắt chắc rồi. Là để con hết trơn luôn. Dạ. Quản lý đã vô cái này. 7 giờ 6 giờ mấy nữa. Không quay mất không tao la. Đã đình đình thăm đi ngang. Ờ à, cá. Cá đó kêu bằng cá gì phải không? Cá bớp. Cá bớp. Cá bớp thì ngon. Còn cá người đại dương. Cá bớp, cá người cũng cam đây nè cô. Ừ, cá cam. Cá bớp. Cá bớp, cá người, cá cam, cá thu bốn loại nha. Ừ, rồi cá. Đi Phú Quốc cũng vậy, đi Phú Quốc cũng vậy.